Đây là cái khuôn viên của trường đại học Maui. Bây giờ mình sẽ đi vào cái chợ trời ở Maui, mở cửa hàng tuần thứ bảy buổi sáng từ khoảng 7 giờ tới 2 giờ chiều. Mình vô đây coi hôm nay người ta bán cái gì nha. Bây giờ mình phải lựa tiền ra 75 sen để mà có phí vào cổng. Hi, morning. Thank you. This is the best place you've ever been.
tối. Okay, I thought Amy was going to get something. Trái dừa 7 đồng một trái, 2 trái 12 đồng. No, that's yours. That's your touch my lychee, okay?
can even look at it. You want to pick it up? That's all good with me. Xoài năm trái 10. Chuối 1 trái 249. Ly tre 5 đồng 1 bao 1 bịch. Đu đủ 5 trái 10 đồng. $5,000 piece, the best thing you want.